Ngày 29 tháng 3, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông BC08 Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Cái Bè mời làm việc 11 người trong nhóm thanh thiếu niên chặn xe trên quốc lộ 1 để đua xe trái phép. Theo Thượng tá Dũng, khoảng 18 giờ ngày 26 tháng 3, một nhóm thanh thiếu niên khoảng 100 người chặn xe trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để đua xe trái phép gây náo loạn cả một khu vực. Các quái xế này tụ tập dàn ngang lạng lách, đánh võng, nẹt bô inh ỏi. Vụ việc khiến nhiều người dân bức xúc. Cũng theo Thượng tá Dũng, ngay sau khi sự việc xảy ra, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công an huyện Cái Bè tiến hành điều tra. Lực lượng cảnh sát đã tiến hành mời làm việc 11 thanh thiếu niên và tạm giữ 8 xe máy. Cụ thể, Nguyễn Anh Tuấn, 19 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, là người trực tiếp chặn xe trên đường để những thanh niên khác biểu diễn xe, đua kéo xe. Trần Đỗ Châu, 21 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, là người cổ vũ đua xe và có trách nhiệm quay clip. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang, các thanh niên trên thường xuyên lên Facebook hay Zalo kêu gọi và hẹn địa điểm để tổ chức đua xe. Đặc biệt, những thanh thiếu niên này thường không gắn biển số xe hay gắn biển số giả, gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát trong quá trình điều tra.